Hi guys, cô chào tất cả các em. Vào ngày hôm nay chúng ta sẽ học sang dạng câu hỏi true và not true trong phần bài đọc. Thì đây là một dạng câu hỏi mà các bạn rất hay làm sai. Và cô hy vọng rằng sau bài học ngày hôm nay các em sẽ biết được cái chiến thuật và thông qua các cái bài luyện tập chúng ta sẽ biết cách làm dạng này nhé. Alright, so let's get started. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chiến thuật làm bài. Thì cái bước đầu tiên ấy là các em phải đọc kỹ cái yêu cầu đề bài xem người ta cho đây là dạng câu hỏi true hay là not true. Nếu như là dạng câu hỏi true thì chúng ta sẽ thấy là có 3 đáp án là not true và 1 đáp án là true. Còn nếu như dạng câu hỏi not true thì sẽ có 3 đáp án là true và 1 đáp án là not true. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định keywords của câu hỏi và các đáp án ABCD. Cái việc mà chúng ta xác định keywords này nó sẽ giúp chúng ta biết được là những cái cụm từ trọng tâm, đúng không? Đâu là những các cái cụm từ trọng tâm của cái câu hỏi đấy, và chúng ta sẽ dựa vào các cái keywords này để chúng ta scanning trong bài đọc xem là ở cái đoạn nào nó chứa các cái thông tin mà chúng ta cần tìm. Thì với dạng câu hỏi true và not true, nó khó ở chỗ là các đáp án ABCD nó nằm rải rác trong bài chứ không phải là ở trong một cái đoạn, nên là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đó để chúng ta scanning xem nó ở cái đoạn nào đó, rồi sau đó chúng ta mới sang đến cái bước là mình đọc và loại trừ đáp án. Đó, sau khi chúng ta loại trừ ra rồi thì chúng ta sẽ tìm được đáp án đúng. Và các cái mẹo làm bài ở đây thì cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên là các em phải đọc kỹ câu hỏi. Đó, một cái câu muôn thuở, đúng không? Đọc kỹ câu hỏi. Rất nhiều bạn sau khi đi thi về chia sẻ với cô là: cô ơi, câu hỏi là true mà em lại làm nhầm thành not true, hay là not true mà em lại làm nhầm thành true rồi. Nên chúng ta phải đọc kỹ câu hỏi xem yêu cầu của đề bài là gì, cần tìm true hay not true. Tiếp theo là các bạn sẽ đừng có đoán bừa mà hãy cố gắng hiểu ý của toàn câu thay vì chỉ tìm keywords. Cái điều này là vô cùng quan trọng. Đó, ở cấp 1, cấp 2 thì cái phần bài đọc nó dễ, chúng ta chỉ cần tìm keywords trong câu hỏi. Chúng ta đối chiếu với keywords trong bài đọc là các bạn đã tìm ra được đáp án đúng rồi. Nhưng mà ở bài thi trung học phổ thông hay là các cái bài thi nâng cao hơn như là IELTS Reading hay là TOEIC Reading, đó thì chúng ta tìm keywords nó mới chỉ đáp ứng một nửa thôi. Và chúng ta dựa vào keywords, chúng ta còn phải hiểu ý nữa. Đó, chúng ta phải hiểu ý cái bài để nói về cái gì. Vì người ta có thể là sử dụng các cái cụm từ paraphrase chẳng hạn. Đó, thì chúng ta, nếu như chúng ta tìm ra được đoạn đấy chứa thông tin này rồi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không chọn được đáp án đúng đâu. Và các em sẽ chú ý cho cô về các cái trạng từ chỉ tần suất, vì nó có thể thay đổi toàn bộ nghĩa của câu. Ví dụ như từ some, từ all, từ mainly, từ often, từ always, occasionally. Ví dụ, Coca-Cola has mainly made its drink in the USA. Coca-Cola thì đã làm sao sản xuất chủ yếu ở USA. Đúng không? Mainly ở đây tức là chủ yếu. Nó chủ yếu sản xuất đồ uống ở USA. Tức là chủ yếu ở đấy nhưng mà nó vẫn sản xuất ở nơi khác nữa. Còn trong cái câu là Coca-Cola has always made its drinks in the USA thì nó khác. Là nó luôn sản xuất đồ uống ở USA. Thì cái từ mainly và từ always nghĩa nó khác nhau hoàn toàn rồi. Và các em sẽ chú ý cho cô các đáp án được paraphrase. Người ta sẽ sử dụng các cái cụm từ đồng nghĩa, các cụm từ trái nghĩa, hay là người ta thay đổi về trật tự từ, người ta thay đổi về từ loại. Thì cái kỹ năng paraphrase này là các em đã được cô dạy rồi. Các em xem phần luyện tập. Đây là một cái bài đọc đã xuất hiện trong đề thi chính thức năm 2023 của các anh chị 2K5, mã đề 408. Thì câu số 41 người ta hỏi như sau: which of the following is not true according to the passage? Thì bây giờ chúng ta nhìn một cái câu hỏi ABCD thế này thì chúng ta sẽ xác định bước đầu tiên, dạng câu hỏi người ta yêu cầu là tìm câu hỏi not true chứ không phải là true. Bước thứ hai, chúng ta sẽ xác định keywords của bài. Đó, keywords là các cái cụm từ trọng tâm. Thì những cái từ cô tô đỏ ở đây là keywords. Đó, đáp án B các em chú ý normally cũng là một keyword nhé. Chúng ta gạch chân cả normally nữa. Thì sau khi mình gạch chân được keyword rồi thì các em sẽ đối chiếu vào trong bài. Do cô đang dạy chiến thuật cho nên là cô sẽ không dịch từng câu nhé. Cô đang dạy chiến thuật để cô hướng dẫn cho chúng ta biết là chúng ta sẽ tìm thông tin như thế nào. Đó, thì các bạn thấy là các dạng câu hỏi true và not true thì thông tin nó sẽ nằm rải rác trong bài. Thì mình thấy ở đoạn số 1 có đáp án A và D có liên quan đến keywords, đúng không? Đoạn số 2 thì có đáp án B có liên quan. Và đoạn số 3 thì có đáp án C có liên quan. Vậy thì mình thấy A, B, C, D đều được đề cập đến trong bài.
Vậy thì đáp án nào mới là đáp án not true? Cô sẽ cho các em khoảng 3 phút để chúng ta đọc ABCD. Các em không cần thiết phải quay trở lại bài khóa, chúng ta chỉ cần nhìn ABCD và những cái từ cô suy ra. Cái đoạn cô suy ra ấy, đó chính là được lấy từ trong bài khóa rồi. Các em sẽ pause lại 3 phút. Đó, các em sẽ dừng lại 3 phút, chúng ta làm và chúng ta chọn đáp án dựa vào cái thông tin cô cho. Rồi sau đó cô sẽ chữa. Đó, đã hết 3 phút và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa luôn. Thì đáp án A người ta nói là movie stunts are often performed by the main actors. Movie stunts ở đây là các cái diễn viên đóng thế, các cái stunt, các cái cảnh quay đóng thế. Đó, stunt tức là cảnh quay, cảnh đóng thế đấy. Thì thường được thực hiện bởi các diễn viên chính. Thường được thực hiện bởi các diễn viên chính. Nhưng trong bài đọc người ta cho là cái công việc này nó quá nguy hiểm cho các diễn viên chính. Đúng không? Tức là cái từ true chúng ta hiểu là quá nguy hiểm đến nỗi không thể làm gì. Tức là quá nguy hiểm đến nỗi họ không thể tự làm được. Vậy nên A, chúng ta thấy sai rồi. Cái từ often với từ regular nghĩa nó xem nhau. Chúng ta học trong đồng trái nghĩa, từ occasionally nó sẽ trái nghĩa với regularly và often, đúng không? Thì often và regular nó tương đương nhau. Nhưng mà cái từ mà nó sai đây đó là too dangerous. Thì cái từ too là quá đến nỗi không thể làm gì được. Thế thì A là sai. Mặc dù chúng ta đã biết A là not true, nhưng mình cũng phải cẩn thận đọc BCD. Đó, xem là cái thông tin nó có thực sự là đúng hay không. Thì B người ta nói là stunt performers. Đó, stunt performers tức là các diễn viên đóng thế thì thường có kinh nghiệm nhất định trong các lĩnh vực liên quan. Người ta không muốn nhắc lại từ stunt performers, người ta có thể nói là là stunt people chẳng hạn. Thì certain experience ở đây được thể hiện bằng years of experience. Vậy nên B là true chưa ạ? Còn C là stunts need to be performed with great care. Thì cái từ great care ở đây người ta thay bằng từ top. Đấy, các em tô đỏ cho cô cả từ top nữa. Top tức là great, care ở đây tức là physical condition. Còn need to be, cần phải được làm gì, thì need to be đó chính là từ required. Đây chính là cái cách người ta paraphrase. Và đáp án D là stunt people thì thường được thuê chủ yếu, mostly tức là chủ yếu để đảm nhiệm, undertake là đảm nhiệm. Thì trong cái phần bài đọc nó sẽ thay từ undertake bằng từ stand in for. Dangerous thì đây người ta thay bằng unsafe, đúng không? Đó, các diễn viên đóng thế được thuê chủ yếu để thực hiện các cảnh quay nguy hiểm. Thì trong bài đọc người ta nói là các công ty truyền hình, công ty điện ảnh thì thường thuê các cái diễn viên đóng thế để thay thế cho các cái diễn viên trong các cái cảnh quay mà nó không được an toàn. Có đúng là cảnh quay mạo hiểm không? Yes. Vậy nên mình thấy BCD nó đúng quá rồi. Và A nó cũng theo cái phân tích của mình là nó sai. Nên là chắc chắn chúng ta làm đến đâu chúng ta chắc chắn là chúng ta biết là mình làm đúng luôn. Đó, ra khỏi phòng thi mình biết là à, mình phân tích rất là tốt, rất là ok, rất là mượt mà trôi chảy. Mình chắc chắn mình sẽ làm đúng, chứ không phải là à, thấy nó cũng đúng đúng rồi khoanh. Đó, khi các bạn học cô rồi ấy, các bạn sẽ biết là mình chắc chắn phải làm đúng, chứ không phải là thấy đúng đúng. Nó không chắc chắn. No. Bây giờ chúng ta sẽ sang practice 2. Practice 2 thì có 3 đoạn rất là ngắn và cũng nằm trong mã đề 401 của đề thi 2023. Thì câu hỏi như sau: which of the following is not true according to the passage? Đây là dạng câu hỏi not true và chúng ta gạch chân keywords này. 1/4, 1/4, tức là thông thường nhắc đến 1/4 thì chúng ta sẽ nghĩ đến là 25%, đúng không? Now, all I experienced it as pleasing as real life. Đó, mình sẽ gạch chân những cái keywords như thế. Nhiều bạn đặt ra câu hỏi như thế nào là keywords, đúng không? Em nhìn em chẳng biết thế nào là keywords cả. Thì các em lưu ý cho cô, keywords là những cái từ nó mang nội dung chính trong câu. Ví dụ như là keywords thì nó không thể là in, không thể là there được. Đó, hay không thể là các cái từ mà nó mà bỏ đi câu nó vẫn có nghĩa. No, nó sẽ là từ trọng tâm, bỏ đi câu nó sẽ không có nghĩa. Và chúng ta xác định được đó, những cái keywords đấy trong đoạn thì nó sẽ liên quan. Đoạn 1 thì có đáp án A và C. Đoạn 2 thì có đáp án D. Và đoạn 3 thì có đáp án B. Các em thấy là cái thông tin nó giải rác, đúng không? Giải rác khắp bài. Thôi bây giờ chúng ta đối chiếu này. Thì đi thi chúng ta sẽ không có thời gian viết xuống các cái đáp án như thế này. Đi thi các em sẽ không có thời gian viết xuống, nhưng mà chúng ta nhìn lên nhìn xuống thì nó cũng rất là nhanh. Còn cái slide của cô nó chỉ có một cái mặt phẳng, nó chỉ có một cái mặt nó rất là nhỏ thôi, nên cô phải viết xuống. Đó, để cho các bạn hiểu. Còn đi thi chúng ta không cần thiết phải viết xuống như thế này, nó mất thời gian, chúng ta chỉ cần nhìn lên và chúng ta đối chiếu là được. Đúng không? Thì đáp án A, 1/4, 1/4 thanh thiếu niên được khảo sát cho rằng các cái trải nghiệm trên mạng trong thời gian rảnh của họ thì cũng rất là vui vẻ, thoải mái như là trong đời thực.
Thì cái từ one fourth ở đây vừa rồi cô nói là có thể thay bằng 25% hoặc là sẽ thay bằng one in four. Một trong bốn có đúng là 25%, có đúng là one fourth không ạ? Đó. Và cái từ là pleasing thì người ta paraphrase bằng từ fulfilling. Vậy nên chúng ta thấy A là true, các em sẽ ghi vào bên cạnh A true. Đáp án B, older generation khảo sát thì họ nghĩ rằng là ngày nay thanh thiếu niên thì được bao bọc hơn so với họ đã từng được. Thì trong bài người ta nói là survey adults said that they thought youth today were more protected. Cái câu này người ta paraphrase nó quá là đơn giản, nó easy. Người ta nói là today's teenagers thì người ta thay bằng today's youth, đúng không? Hay là older generations người ta thay bằng adults. Đó, câu này paraphrase đơn giản, B easy như nhau, đúng không ạ? Mình thấy A và B được paraphrase easy như nhau nên là A và B là đúng. Còn đáp án C, the majority of teenagers survey enjoy real outdoor activities. Trong bài thì chúng ta chú ý đến từ majority. Majority tức là phần lớn, tức là ít nhất nó cũng phải trên 50% thì mới gọi là phần lớn được, đúng không ạ? Và cái cụm là họ thích các cái trải nghiệm, các cái hoạt động ngoài trời. Mà trong bài người ta nói là họ chưa từng có. Bên trên thì nói là họ thích, mà trong bài nói là họ chưa từng là đã sai rồi nhé. Xong lại còn nói là phần lớn. Mà 20 cộng 22 thì mới là 42 thôi, có thể là phần lớn được không? Không. Thế mình thấy C là sai. Và đáp án D, researchers do not put all the blame on technology. Thì cái câu này người ta chỉ paraphrase cái từ all thành từ wholly thôi. Đó, từ wholly technology thì y xì như nhau rồi. Thế mình thấy là BCD được paraphrase y như trong bài. Nên đáp án, mình thấy ACD, đúng không? Được paraphrase y như trong bài, chỉ có đáp án C là đáp án sai. Thế các em hiểu các dạng câu hỏi not true chưa? Chúng ta sẽ có 6 ví dụ liên quan đến true và not true. Bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ thứ 3.